Chọn một video mà bạn muốn học. Có hơn 1.000 video với các chủ đề khác nhau để bạn lựa chọn. Nhấn vào video mà bạn đã chọn. Ở đây có một số công cụ bạn có thể dùng để học. Nếu bạn muốn xem tất cả các video, hãy nhấn vào biểu tượng tất cả, On. Nếu bạn muốn thử thách bản thân, bạn có thể nhấn vào biểu tượng nghe đố, Sections. Trước khi bạn trả lời, cụm từ sẽ được lặp lại vài lần. Nhấn vào câu trả lời của bạn. Nếu bạn trả lời sai, bạn có thể thử lại. Chúc may mắn! Nếu bạn muốn tập trung vào các cụm từ đã được làm nổi bật trong video, hãy nhấn vào biểu tượng Specific. Những cụm từ này sẽ được lặp lại 5 lần, nên bạn có thể để bản thân làm quen dần với chúng. Bạn cũng có thể nghe hiểu kịp trong khi chúng được lặp lại. Sau lần thứ 5, một nhóm từ hướng dẫn sẽ xuất hiện. Bạn có thể xem lại video hoặc cụm từ liên quan trong các video khác. Hoặc bạn hoàn toàn có thể bỏ qua chúng để đi đến những cụm từ khác trên video.